Hans Book. Oprah Winfrey, người truyền nghị lực sống cho hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Winfrey sinh ngày 29 tháng 1 năm 1954 trong một gia đình nghèo khó tại nước Mỹ. Sau khi sinh Winfrey, mẹ của bà phải đi nơi khác để tìm việc làm, vì vậy bà phải sống với bà ngoại. Thời đó, nhà bà nghèo đến nỗi phải mặc quần áo may từ bao tải đựng khoai tây. Lên 6 tuổi, Winfrey đến sống với mẹ ở Milwaukee. Ở đây bà đã phải chịu sự ngược đãi và nhục mạ vì làn da đen và gương mặt của mình. Đau đớn hơn, năm 9 tuổi, Winfrey từng bị chính những người họ hàng lạm dụng. Suốt 5 năm tiếp theo, Winfrey đáng thương tiếp tục bị bạn trai của người dì và chú ruột lạm dụng. Từ biến cố này, bà trở nên ngang ngược, phá phách, luôn tìm cách phá hoại mọi thứ như để quên đi nỗi đau. Nỗi đau về thể xác và tinh thần đã dày vò khiến bà bỏ nhà đi vào năm 13 tuổi và trượt dần vào cuộc sống phóng đãng. Và thảm họa thật sự ập xuống khi bà lên chức mẹ năm 14 tuổi. Nhưng đứa trẻ cũng đã qua đời ngay sau khi sinh. Không chịu đựng được sự nổi loạn của con gái, mẹ đã lập tức đưa bà trở về Nashville, Mỹ ở với cha. Phần 1. Làm lại cuộc đời. Biết được nỗi đau mà con gái phải trải qua, người cha đã đặt việc học của Winfrey lên hàng đầu. Bà cũng phải chịu sự giáo huấn khắt khe của ông trong thời gian dài. Đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Oprah Winfrey. Chính từ thời điểm này, trí thông minh của bà có cơ hội được phát huy nhiều hơn, biến bà từ một cô bé ngang tàng, phá phách trở thành một học sinh, sinh viên xuất sắc. Nhờ sự khuyến khích của cha, Winfrey trở thành học sinh ưu tú với thành tích học tập đáng nể. Bà được nhà trường vinh danh và được bạn bè bầu chọn là cô gái nổi tiếng nhất. Bà bắt đầu tham gia nhóm diễn thuyết của nhà trường và giành giải nhì trong cuộc thi quốc gia. Thời điểm này, bà đã hội tụ đủ phẩm chất để trở thành một diễn giả kiệt xuất. Kể từ khi đặt chân vào đại học, Winfrey bắt đầu trở thành người nổi tiếng. Năm 17 tuổi, bà trở thành hoa hậu da màu của trường Nashville, đồng thời là hoa khôi da màu của bang Tennessee. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1976 với bằng cử nhân truyền thông, bà đã trở thành phóng viên truyền hình ở nước ngoài. Sự nghiệp của bà bắt đầu thăng hoa khi nhận lời tới Chicago, Mỹ để đảm nhận show talk show. Với tài năng thiên bẩm cùng sự sáng tạo không mệt mỏi, Winfrey đã nhanh chóng thổi hồn cho talk show, trở thành một chương trình hấp dẫn nhất nước Mỹ và dần khẳng định vị trí số 1 của mình trong ngành truyền thông quốc tế. Bà Winfrey đã làm nên lịch sử khi trở thành tỷ phú da đen đầu tiên trên thế giới ở tuổi 40, trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu và sản xuất talk show của riêng mình. Chương trình đã phát sóng suốt 25 năm tại 145 quốc gia trên thế giới với hơn 40 triệu khán giả mỗi tuần suốt 16 năm đầu tiên. Talk show không có đối thủ về tỷ số người xem. Không chỉ dẫn chương trình, Winfrey còn viết sách, tham gia đóng và sản xuất phim. Dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào, bà đều giành được những thành công nhất định. Những thành công đó đều nhờ vào những nỗ lực và ý chí quyết tâm không ngừng nghỉ của bà. Giải thưởng nhân đạo Bob Hope chính là sự ghi nhận rõ nét với những cống hiến cho điện ảnh và truyền hình của bà tại lễ trao giải Emmy 2002. Phần 2. Con đường từ thiện của Oprah Winfrey. Năm 2003, Oprah Winfrey đi vào lịch sử khi trở thành tỷ phú da màu đầu tiên của nước Mỹ với khối tài sản 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là thành quả từ việc chương trình của bà luôn dẫn đầu về lượng người xem trong gần 2 thập kỷ và giành vô số giải thưởng. Thêm vào đó là hàng loạt dự án thành công như thành lập công ty truyền thông Harpo Productions năm 1988, mở câu lạc bộ sách Oprah's Book Club năm 1996, ra mắt tạp chí Oprah Magazine và kênh dành cho phụ nữ Oxygen Network năm 2000. Năm 2004, bà và đoàn làm phim đến Nam Phi làm phóng sự về hoàn cảnh của trẻ em đang sống trong nghèo đói và đến thăm các trường học và trại mồ côi trong các khu dân cư nghèo và những nơi khác trong vùng. Trong chuyến đi kéo dài 21 ngày, bà đã phát quà Giáng sinh cho 50.000 trẻ em. Mỗi em đều được tặng một ba lô chứa đầy dụng cụ học tập và bộ đồng phục đến trường. Bà còn kêu gọi khán giả đóng góp cho mạng lưới thiên thần Winfrey dành cho trẻ em châu Phi, với lời hứa sẽ đích thân kiểm tra việc sử dụng số tiền quyên góp. Chỉ trong lần kêu gọi ấy, khán giả trên khắp thế giới đã gửi về 7 triệu đô la Mỹ. Đến nay, mạng lưới thiên thần của bà đã quyên góp hơn 27 triệu đô la Mỹ. Bà còn thành lập hai tổ chức từ thiện Oprah's Angel Network và A Better Chance để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Bà đã quyên tặng ít nhất 10% thu nhập khổng lồ của mình cho những việc chính đáng. Năm 2007, bà chi 40 triệu đô la Mỹ để mở trường ở Nam Phi.
ngôi trường này đã tiếp nhận 152 cô gái có hoàn cảnh khó khăn. Đang ở đỉnh cao của thành công, bà luôn tâm niệm sẽ đem thành công đó chia sẻ với những người nghèo khó. Bà nói rằng, giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh đó giúp bà vơi đi nỗi đau thời thơ ấu. Bà cũng quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện khác như Morehouse College, Thư viện Harold Washington, Quỹ United Negro College, Quỹ Đại học bang Tennessee, cùng nhiều quỹ khác. Đây cũng đánh dấu bước khởi đầu trong các hoạt động từ thiện sau này của bà. Có thể nói, Oprah Winfrey đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận và làm tấm gương với tất cả những ai từng một lần xem chương trình hay đọc qua về cuộc đời bà. Người phụ nữ này không chỉ tượng trưng cho quyền lực của nữ giới ngành giải trí Mỹ, và còn là biểu tượng của sự vươn lên không ngừng nghỉ và nỗ lực phi thường này của Winfrey. Bạn thấy nhân vật Times Book chia sẻ ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube và theo dõi fanpage của Times Book để theo dõi các video tiếp theo nhé! Times Book, sách và phát triển bản thân.